Phim Thảo Ly bị nghi mắc bệnh hiếm, tình trạng đã rõ mồn một trên gương mặt khi người hâm mộ hỏi thăm tình hình sức khỏe. Nàng hot TikToker sinh năm 1997, Xin Thảo Ly đã có hành động phản hồi, song nó lại khiến nhiều người phải đắn đo suy ngẫm. Mới đây, trong một clip biến hình trên TikTok, cô nàng dancer Xin Thảo Ly đã để lộ mặt mộc với netizen. Không nhờ cậy sức mạnh son phấn hay áp chỉnh ảnh, nhưng nhan sắc mộc mạc của cô vẫn nhận về nhiều lời khen của netizen. Tuy nhiên, nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra một điểm đặc biệt là phần lông mày và lông mi bên trái của Xin có màu khá nhạt, gần như bạch kim. Ngay sau đó, các fan cứng của cô nàng đã cho biết hot TikToker bị bệnh bạch biến. Thông tin này cũng từng được Ngô Đình Nam, bạn thân của Xin, chia sẻ. Về phần mình, Xin không giải thích gì thêm mà chỉ thả icon mặt cười cho bình luận hiểu tại sao chỉ để mái rồi như một sự đồng tình. Nhiều người hay theo dõi Xin cho biết khá bất ngờ khi biết cô nàng mắc căn bệnh này. Bởi cách đây không lâu, Xin cũng quay clip khoe mặt mộc và không hề có sự khác lạ nào. Cô nàng cũng thường xuyên trang điểm rất đậm nên gần như không thấy có dấu hiệu gì của căn bệnh này. Bệnh bạch biến làm mất hoặc suy giảm sắc tố ở da, khiến các vùng da bị ảnh hưởng sẽ có biểu hiện nhạt màu hơn so với vị trí khác trên cơ thể. Ở những vùng da bị bạch biến, không những màu da mà màu tóc hoặc lông cũng có thể bị bạc theo. Tuy nhiên, tính chất của da cũng tương tự như những vùng lành, không bị sần sùi, mụn nhọt hay nhăn nheo. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh bạch biến là do các tế bào sắc tố ở da bị sụt giảm về chất lượng lẫn số lượng. Đây là các tế bào đóng vai trò trong việc sản xuất melanin, các hạt quyết định màu sắc của da ở một người. Khi mắc bệnh bạch biến thì số lượng của những tế bào sắc tố sẽ ít hơn, hoặc có khi số lượng của chúng không đổi nhưng hiệu quả làm việc giảm sút, hạt melanin vì thế cũng giảm theo. Hệ quả là một số vùng da bị nhạt màu hơn hẳn so với những vùng da còn lại. Hiện nguyên nhân khiến các tế bào sắc tố da bị suy giảm số lượng và chất lượng vẫn chưa được tìm ra. Tuy nhiên, có một vài giả thiết như do di truyền, người mắc các bệnh về tuyến thượng thận, tuyến giáp, bệnh về gan tụy, do tác dụng phụ khi dùng thuốc ức chế miễn dịch, tiếp xúc với hóa chất độc hại, bệnh nhân nhiễm trùng, nhiễm siêu vi. Có khoảng 1% dân số thế giới bị mắc bệnh bạch biến. Bệnh này không có tính lây nhiễm và không gây ra nguy hiểm đối với sức khỏe. Tuy nhiên, như đã đề cập, bệnh sẽ khiến người mắc cảm thấy tự ti về ngoại hình, từ đó ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý. Hiện nay chưa có phương pháp điều trị dứt điểm hoàn toàn bệnh bạch biến, nhưng bệnh nhân cũng có thể cải thiện tình trạng bệnh thông qua một số biện pháp như dùng kem bôi, uống thuốc, ghép da, điều trị bằng tia laser. Xin tên thật là Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997, là một trong những TikToker hot nhất hiện tại, với lượng theo dõi hơn 6 triệu trên nền tảng TikTok. Với ngoại hình xinh đẹp, khả năng vũ đạo cực tốt, những video clip được Xin đăng tải trên trang cá nhân thu hút hàng triệu lượt xem. Ngoài tài năng, nhan sắc, chuyện tình cảm của nữ TikToker luôn khiến nhiều người tò mò. Dù Xin đã từng lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với Ngô Đình Nam, song VNet vẫn chắc nịch về sự đồng đoán tình cảm của cả hai. Và đặc biệt hơn, khi cách đây không lâu, bộ ảnh cực ngọt ngào và lãng mạn của Xin và Ngô Đình Nam được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều khán giả cũng như fan hâm mộ cặp đôi được một phen khoái chí. Trái ngược với hình tượng cá tính thường thấy trên TikTok, Xin xinh đẹp trong bộ váy trắng, tự một nàng công chúa e ấp và dịu dàng bên cạnh Ngô Đình Nam. Mỗi một bức ảnh, người xem đều sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào, tình cảm và lãng mạn của cả hai. Việc bộ ảnh tình cảm lãng mạn được tung lên mạng xã hội khiến nhiều fan hâm mộ nghi ngờ đây là hành động cặp đôi đang ngầm thừa nhận mối quan hệ tình cảm. Bên cạnh đó, nhiều bạn lại nghĩ rằng Xin cùng Ngô Đình Nam có thể đang quảng bá cho một dự án mới của cả hai trong tương lai. Dù thế nào đi chăng nữa, những nghi vấn, nhận xét cũng như tò mò của cư dân mạng về chuyện tình cảm của Xin và Ngô Đình Nam cũng đã phần nào khẳng định được cả hai đang rất được đông đảo khán giả yêu thích và quan tâm. Đó, kiếm ở đâu được hai cái búa đẹp thế không biết. Đó, mọi người thấy thằng em mình nó ngoan chưa? Mình thấy khúc này mình rất giống với hình ảnh của người yêu cũ Thơ trong phim, còn người yêu mới của Thơ là. Ra gặp coi đi, ai gánh cho mà kể. Em ơi, cho anh xin lại cái búa nhá. Dạ vâng ạ. Nó đi ăn cắp búa của người ta mọi người ạ. Mình cũng đã mắng nó. Và mình nghĩ là sau lần này nó sẽ rút kinh nghiệm, nó sẽ ngoan hơn. Nhưng không. Nó lại đi ăn cắp búa một lần nữa. Nó còn biến thành Captain America nữa. Thực sự thì đến giờ phút